liên quan đến vụ việc Thượng tá Thái Đình Hoài, trưởng phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh Lai Châu sử dụng bằng tốt nghiệp cấp 3 giả để tiến thân, ngày 8 tháng 11, phóng viên nghe về quê của Thượng tá Hoài ở xã Thịnh Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An, để tìm hiểu thì phát hiện nhiều thông tin bất ngờ. Theo tìm hiểu của phóng viên, hiện tại bố mẹ của Thượng tá Thái Đình Hoài, trưởng phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh Lai Châu vẫn đang sinh sống ở xã Thịnh Thành, huyện Yên Thành. Tại quê nhà, bố mẹ của Thượng tá Hoài làm ruộng. Khi phóng viên đến nhà của bố mẹ vị này thì gặp em trai ông Hoài đang ở nhà. Người này cho hay bố mẹ đi ra Hà Nội. Khi được hỏi về quá trình học tập của anh trai, em ông Hoài nói, khi đó, tôi còn nhỏ nên không biết anh trai học trường nào. Nhiều người dân ở xã Thịnh Thành cho biết, họ nghe tin Thượng tá Thái Đình Hoài nghỉ làm ở Lai Châu từ nhiều ngày nay. Đặc biệt, phóng viên nghe còn nắm được thông tin ông Thái Đình Hoài gọi bà L, vợ của ông Lê Văn Bảy, nguyên giám đốc công an tỉnh Lai Châu, là cô, thím phóng viên. Cụ thể, bố của bà L và ông nội của Thượng tá Hoài là hai anh em. Những người này cùng trú ở xã Thịnh Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An. Về thông tin trên, chiều 9 tháng 11, trả lời phóng viên nghe, ông Lê Văn Bảy, nguyên giám đốc công an tỉnh Lai Châu xác nhận, anh Hoài là cháu họ Sa. Được biết, ông Bảy nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí từ 1 tháng 9 năm 2019. Như nghe đưa tin, Thượng tá Thái Đình Hoài sinh ngày 15 tháng 5 năm 1976, quê quán xã Thịnh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, trưởng phòng cảnh sát kinh tế phòng 3, công an tỉnh Lai Châu bị tố dùng bằng tốt nghiệp trung học phổ thông giả. Cùng ngày, trả lời nghe, lãnh đạo công an tỉnh Lai Châu cho biết, qua xác minh, kết quả cho thấy, bằng cấp 3 của Thượng tá Hoài là bằng giả, vị này mua bằng xong về tẩy xóa để tên của mình vào. Theo lãnh đạo công an tỉnh Lai Châu, đơn vị đình chỉ công tác đối với vị trưởng phòng 3 được khoảng hơn 10 ngày nay để xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời, công an tỉnh đề xuất Bộ Công an biện pháp xử lý với Thượng tá Thái Đình Hoài là miễn nhiệm hết tất cả các chức vụ, buộc thôi việc, cho ra khỏi ngành.